Hôm nay họ nhà trai lên đây dẫn đoàn lên. Tôi là trưởng đoàn, tôi là Trần Ngọc Nguyên, là bác rể của cháu Sơn. Với lý do là hiện nay các bác trên tôi ở trong Nam và ở nơi xa do tuổi cao sức yếu cũng không về được, nên gia đình đã đồng ý để cho tôi làm trưởng đoàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Ngọc Nguyên, năm nay 75 tuổi, đã công tác ở trên Điện Biên này và hiện nay đã nghỉ hưu được 15 năm. Đi cùng với tôi là có mẹ thân sinh ra cháu Sơn, đó là bà Vương Thị Sinh. Và đồng thời có chú ruột là ông Hà Quang Thành và vợ của anh Thành cùng đi. Đồng thời có các cô dưới là cô Hương, cô Tám và một số anh em bạn bè của các cháu. Hôm nay chúng tôi lên đây, cái đầu tiên là xin kính chúc sức khỏe của các cụ công các bà và cũng xin cảm ơn là sự đón tiếp chu đáo nồng nhiệt đối với đoàn của chúng tôi. Hôm nay đoàn nhà trai lên có 5 lễ vật để lên cho các cháu được thắp hương lên gia tiên, đồng thời cũng kính báo với tổ tiên rằng như vậy là cháu gái đã đi lấy chồng, đồng thời cũng có cháu rể là cháu Sơn cũng sẽ lên làm rể ở trên này. Một lần nữa cho tôi được xin cảm ơn đối với họ nhà gái và chúc cho như vậy là cái hạnh phúc của các cháu như vậy được bền lâu, và cũng mong rằng như vậy là hai gia đình có trách nhiệm với các cháu để sau này như vậy là các cháu sẽ cùng nhau cho cái răng dũng và tạo tạo xin và xin chân thành cảm ơn hai họ. Vâng, xin cảm ơn họ nhà trai là qua ý kiến họ nhà trai đã ý kiến. Và hôm nay trước hết là cũng ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp, gia đình nhà trai có chút lễ vật. Trước hết đang kính cáo tổ tiên, sau đó được là báo cáo với toàn thể họ nhà gái là tổ chức lễ đính hôn, cũng lễ phu quy hạnh phúc trăm năm cho hai cháu Việt Ngân và Hà Sơn. Thì gia đình nhà trai cũng đã kiến rồi, sau đây để đáp lễ, sau đây tôi xin giới thiệu họ nhà gái. Ông sẽ có ý kiến với toàn thể họ nhà trai, mời ông. Kính thưa toàn thể các anh, ông sư bà, cô chú bác, bạn bè nam lành tú của hai cháu và hai. Hôm nay gia đình họ nhà gái chúng tôi rất vinh dự, ngày này càng tốt cho các quý vị, các phụ công, các bà, họ nhà trai thay mặt đoàn đại biểu lên có lễ để thắp hương gia tiên tôi. Sau đó ngày này càng tốt, giờ đẹp, xin cháu tôi về làm con làm cháu cùng ông bà đó. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Minh Thứ, là bác của cháu Ngân đây, và xin giới thiệu với các công các bà, các phụ công bác ở bên họ nhà trai. Đây là bà ngoại cháu, tân sinh ra. Mời bà đứng lên ạ. Mời bà đứng rồi. Mẹ, bà ngoại của cháu. Và tiếp đó là mợ và bác và mợ cháu cùng các cô, các chú, các anh, các chị. Và ngồi giáp tôi đây, sau bác ông có tay là bác cả của cháu là bác Nam. Thế thì báo cáo các cụ bà các cháu ấy. Bà Vân này đấy ạ. Về phía gia đình chúng tôi ấy. Về phía gia đình chúng tôi mà mời bà Vân. Giới thiệu với các bác này, đây là mẹ thân sinh ra cháu chị Việt Ngân. Thế thì báo cáo cho cùng công các bà các bác là hôm nay rất vinh dự cho gia đình họ nhà trai tôi gái ủy quyền họ thì là nhà gái ủy quyền cho tôi là em mặt gia đình. Trước tiên là chân thành cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các cụ công bà họ nhà trai mất chút thời gian chọn ngày mang những vật đến thắp hương gia tiên cho cháu để chính thức tôi chuyện cho hai bên gia đình hai cháu tới đây cho phép tôi một lần nữa xin trân trọng kính chúc sự quan tâm nhiệt tình của các cụ công bà và nhà trai và chúng tôi xin nhận lễ này và chúc quý bà cháu trăm năm phúc thọ, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, đây đến chào nhà gái và các cô cũng đã chứng kiến ông họ nhà trai cũng như họ là hai họ nhà gái cũng đã xin phát biểu và cũng xin nhận lễ của họ nhà trai. Và cũng giờ từ giờ phút này đây chính là cháu Việt Ngân cũng là râu hiền rể thảo của gia đình và cháu Hà Sơn cũng là rể của gia đình nhà gái. Xin cảm ơn tất cả các cô, các ông, các bà, cô gửi cho bác khách quý đã có mặt hiện diện tại hội trường để chứng kiến ngày vui, ngày lễ đính hôn hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Sau đây mời hai ông sẽ bắt tay một tí ạ. Và chính giờ phút này là cùng hai gia đình và hai bà cũng đem lần nữa đã bắt tay một tí ạ. Hai bà sẽ bắt tay nhau một tí ạ. Bắt tay nhau một tí ạ. Vâng, và công đây quà cho chồng em.
Và sau đây, xin mời hai bà sẽ trao lễ ạ. Lễ chào cao đầu tiên. Lễ chào cao đầu tiên ạ. Chính là Việt Nam Hào Sơn. Sau đây xin mời chú rể, cô dâu sẽ làm
công các bạn nhân viên kiểm tra chủ đề sẽ có đẹp trai không ạ? Vâng, đẹp trai không ạ? Có đâu xinh gái không ạ? Không phải có xinh gái đấy, cho một tràng pháo tay thật dài đấy, chúc mừng các chương này hãy không kinh các bạn và xin cảm ơn tất cả các cô các ông các bạn. Và sau đây tôi sẽ trân trọng giới thiệu một ông đại diện họ nhà trai có ý kiến với bạn hiệu trưởng mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, anh các chị và bạn bè của hai cháu, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Họ nhà trai chúng tôi lên trên này được nhà gái đã tổ chức đón tiếp long trọng và rất chú đáo. Đại diện cho họ nhà trai để tiếp tục cho các cháu về được làm dâu làm rể của hai họ. Họ nhà trai chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức cho các cháu vào ngày 21 âm và là ngày 30 dương tháng 3. Tôi đại diện cho họ nhà trai xin kính mời tất cả các cô, các bà, các bác và các anh, các chị và bạn bè của các cháu sẽ có mặt tại họ nhà trai, tức là khu C4. Dư bữa cơm thân mật để mừng hạnh phúc cho các cháu. Và cuối cùng không có gì hơn, tôi xin kính chúc sức khỏe của toàn bộ hội hôn, kính chúc sức khỏe của hai ho, đồng thời chúc cho hạnh phúc của các cháu là được bền lâu. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông đại diện của gia đình nhà trai. Và để đáp ơn lễ sau đây, tôi xin trọng giới thiệu ông đại diện của gia đình gái sẽ có ý kiến với toàn thể hội trường. Kính thưa các cụ, các ông, bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu, hai gia đình, bốn họ, kính mến. Ngày hôm nay là ngày này đã tốt, gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Sơn, Ngân. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt thân nhà gái xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các cụ, các ông, bà đại diện cho họ nhà trai đã nên có lễ vật thắp hương xin con cháu chúng tôi về làm dâu trong gia đình. Và cho phép tôi xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, bà, bạn bè, nam nữ thanh niên của hai họ, bốn bên gia đình mãi mãi mạnh khỏe hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin không quên cảm ơn sự bất chút thời gian của các quý vị. Mặc dù công việc đầu năm vất vả, nhưng các cụ, các ông, bà đã bất chút thời gian và ngọc về chung vui hạnh phúc với các con các cháu của chúng tôi ngày hôm nay. Cuối cùng cho phép tôi xin kính chúc các cụ, các ông, bà và toàn hội hôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc bữa tiệc ngon và chúng ta cùng nhau nâng chén rượu đồng chúc phúc cho các cháu. Bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc mãi mãi vui vẻ bên nhau. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn hai ông đại diện cho hai gia đình. Và chính giờ một phút ở đây cũng là cô đâu không hiểu về hiện tại của hai gia đình. Chúc cả hai con trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn và gia đình cùng bước cùng thân mật mà kính mời các cụ, ông, các bà, cô, vị khách quý, bạn bè, làm những gia đình hai cháu tay mở nước chai, đón chén đào lầu. Chúc mừng cô đâu chú rể hạnh phúc trăm năm. Một lần nữa xin được cảm ơn.